xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ truyện ngột tình trong giờ quen thuộc ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo tập số 65 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên thần y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của phương thúy các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ Chuyện ngột tình các ngày trong tuần chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Theo lời nói của Phan Lâm, mọi người như được uống thuốc an thần, lập tức chạy xuống chuẩn bị. Hà Vĩ Hùng cũng thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, còn Hà Miên thì vẫn dùng ánh mắt say mê nhìn Phan Lâm. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng phanh xe chói tai vang lên ở cổng học viện phái Nam Y. Nhóm người Phan Lâm đều quay đầu lại, nhìn về phía cổng chính thì thấy một chiếc xe màu đen dừng lại. Cửa xe mở ra, vài người đàn ông mặc áo khoác màu xám bước xuống nhìn trang phục của bọn họ thì là người của kỳ dược phòng người của phái nam y lập tức khẩn trương một số bảo vệ và học sinh cường tráng xông lên phía trước xếp thành vòng tròn ngăn chặn ở trước cửa chính đừng lo lắng chúng tôi không đến đây để gây chuyện mà đến để tặng một người cho mấy người thôi một người đàn ông trung niên cười nói tặng người sao người gì hồ quý bạch nghi ngờ hỏi người đàn ông kia giơ tay lên những người còn lại lập tức mở cốp xe ra sau đó từ phía trên khiêng một cái túi màu đen vứt xuống đất. Trong cái túi không biết là cái gì mà rất nặng, nện xuống mặt đất làm nổi lên một trận bụi bay. Đây là người của các cậu, xem như là lãi đi. Nề mặt người này, chúng tôi thư thả cho các người ba ngày, ba ngày sau thì mang hoa hà linh đến. Mấy người chui vào xe, người đàn ông kia hạ kính xe xuống, nhổ một ngụm nước bọt về phía Phan Lâm, sau đó khởi động xe chạy đi mọi người ở đây đều đang không hiểu chuyện gì tầm mắt của mọi người rơi vào chiếc túi màu đen kia người người của chúng ta sao hồ quý bạch đờ ra nói mau mau mở ra mau mở ra hà vĩ hùng run lên mở to tròng mắt nhìn chằm chằm cái túi kia mọi người xung quanh đều khẩn trương không dám lên tiếng lại càng không dám tiến lên bọn họ lờ mờ đoán được đó là cái gì phan lâm cắn răng vọt lên phía trước mở khóa túi kéo xuống Giờ phút này cảnh tượng bên trong chiếc túi lọt vào trong mắt của mọi người, đó là một người dương lòng. Giờ phút này mặt của ông bầm tím yên lặng nằm trong túi, mở to mắt không nhúc nhích. Toàn trường sợ hãi, Hàn Miên ngơ ngác nhìn, sau đó cẩn thận vươn tay đặt lên trên mũi của ông. Sau phút chốc, cô thu tay về, hốc mắt đỏ lên, run rẩy khóc lóc nói: "Anh lòng, anh ấy chết rồi." Hà Miên vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng. Vào lúc này, cho dù chỉ là một cây kim rơi trên mặt đất, cũng sẽ phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Mọi người ai nấy đều trợn mắt há miệng, kinh ngạc nhìn Dương Long nằm trên mặt đất. Không ai có thể ngờ rằng mấy tiếng trước Dương Long vẫn còn sống hoạt bát vui vẻ, vừa đi vào kỳ dược phòng thì lại thành ra như thế này. Sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ? Hà Vĩ Hùng dường như không thể chấp nhận việc này, vội vàng tiến lên phía trước. Chưa được mấy bước, đã ngã nhào xuống đất. Mọi người xung quanh đỡ ông ta đứng lên. Nhưng mắt ông ta vẫn chân chân nhìn trên người của Dương Long đã chết. Không đúng. Dương Long... Dương Long làm sao có thể chết được? Không đúng. Chuyện này không có khả năng. Hồ Quý Bạch run rẩy cả người mất hết tinh thần. Ông ta và Dương Long đều từng là lãnh đạo của Học viện Phái Nam cả hai người đều hiểu rõ dương long là kiểu người như thế nào có năng lực đến đâu ông ta hiểu quá rõ mặc dù dương long không phải là người luyện võ không biết võ công nhưng ông ta rất am hiểu về ngân châm lúc gặp nguy hiểm có thể không đánh ngã được đối thủ nhưng ít nhất cũng có thể tự vệ được nhưng mà bây giờ ông ta lạnh băng nằm trên nền đất thầy long không chuyện này rốt cuộc là sao đây là ai đã hại chết thầy long Mọi người của học viện phái Nam Y lao đến, nhào lên người của Dương Long gào khóc. Cảnh tượng vô cùng ồn ào. Phan Lâm đi tới, nhìn khuôn mặt xanh tím của Dương Long, im lặng không nói gì. Mấy người Hàn Long đều vô cùng oán giận, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thần Y, thầy Long không thể chết một cách không rõ nguyên nhân như thế này được, chúng ta phải báo thù cho thầy Long. Lúc này, một học sinh của Dương Long chợt đứng lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn Phan Lâm nói, nói rất đúng chúng ta nhất định phải báo thù cho thầy Long. Kỳ dược phòng nợ máu, phải trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Tâm trạng của mọi người vô cùng kích động, từng người từng người đứng dậy hô lớn. Tất cả quay lại! Phan Lâm không khỏi quát lên một tiếng, đám người đang la lối bị làm cho kinh ngạc. Lâm thần y, tất cả quay lại đây! Phan Lâm lặp lại một lần nữa, thấp giọng nói. Đây là chuyện của học viện, là chuyện của Phan Lâm tôi, nên xử lý như thế nào, trong đầu tôi tự biết tính toán. Trước tiên, mọi người đều quay về hết đi, trở lại chỗ ngồi của mình đi, quay về đúng chức vụ của mình, đã hiểu chưa? Mọi người vừa nghe thấy thì quay qua nhìn nhau, Lâm Thần Y không định điều tra chuyện này sao? Chuyện này liên quan đến mạng người đấy, chẳng lẽ Phan Lâm định cứ thế mà cho qua mọi chuyện sao? Trong lòng của nhiều người lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng hiện tại dáng vẻ của phan lâm lại vô cùng bình tĩnh lạnh lùng không tức giận không oán trách trên mặt anh hầu như không có biểu hiện gì mọi người trông thấy vậy cũng không dám nhiều lời chỉ có thể nghe theo lời của anh nói mà làm lúc sau đám đông tụ tập đã vơi bớt một nửa phan lâm yên lặng nhìn dương long đột nhiên anh giống như phát hiện thấy gì đó bước lên rút ra một cây ngân châm đâm trên người của dương long lúc cây ngân châm được rút ra thì thấy cây châm vốn sáng loáng này lại có một đoạn trấn lên đen nhánh hà vĩ hùng kêu lên thất thanh ông ta bị hạ độc chết hồ quý bạch nắm chặt nắm đấm chân mày của phan lâm khẽ động đậy vội vàng rút châm ra định tiếp tục châm lên người của dương long kim trầm cứu trở nên linh động trên tay anh giống như những ngôi sao bằng không tới hai mươi giây cả người dương long đều bị châm kín bởi kim châm. cầm ba cây ngải đến đây phan lâm trầm giọng nói mọi người xung quanh không hiểu gì cả không hiểu nổi hành động này của Phan Lâm là có ý gì. Nhưng Hà Vĩ Hùng lại phản ứng kịp vội la lên. Nhanh, nhanh đi lấy đi. Vâng, vâng thưa thầy Hùng. Học sinh đứng bên cạnh lập tức chạy đến phòng thuốc. Chưa đến một phút, học sinh kia đã cầm cái hòm đựng ba cây ngải chạy tới. Phan Lâm cầm ba cây ngải lên, nắm chặt trong tay. Không ngừng vòn nát. Một lát sau, ba cây ngải bị nghiền nát như bùn. Anh kéo áo trước ngực của Dương Long ra, lấy bã của ba cây ngải bôi lên trên quả nhiên vừa bôi lên thì ba cây ngải xanh biếc đột nhiên biến thành màu tím đen vô cùng kỳ lạ hơn nữa lại còn có một mùi hôi thối gây mũi bốc lên thầy cậu cậu đang giải độc cho dương long sao hà vĩ hùng há hốc miệng môi run rẩy thận trọng hỏi đúng vậy phan lâm khàn khàn nói ông ta bị trúng độc chết mà loại độc này lại rất kỳ lạ độc tính rất mạnh e rằng khoảng thời gian từ lúc trúng độc đến lúc chết không quá ba mươi giây không ít người cảm thấy giận người vậy thưa thầy cậu có thể cứu sống được dương long không hồ quý bạch hỏi lúc trước phan lâm đã từng cứu sống hà miên đã có tiền lệ rồi cho nên vị bác sĩ tài ba tuyệt đỉnh này có thể sẽ có cách nhưng phan lâm không gật đầu đồng ý với hồ quý bạch ngay mà suy nghĩ một lúc lâu mới nói tình huống của dương long với hà miên hoàn toàn khác nhau hà miên chỉ dùng vũ khí tự sát còn dương long cả người đều là độc cho dù tôi có thể loại bỏ hết độc cũng vô ích vì những bộ phận khác trên cơ thể ông ta đều bị tổn thương rất nghiêm trọng hy vọng cũng rất mong manh nói như vậy chính là dương long thật sự không cứu được ư ừ. hồ quý bạch ấp úng hỏi hy vọng rất xa vời phan lâm gàn giọng nói thật ra đây chỉ là lời nói để an ủi mà thôi tình huống của dương long phức tạp hơn rất nhiều so với hà miên cho dù là Phan Lâm thì cũng lục bất tòng tâm. Mọi người đều cúi đầu hồn vía như mất hết, trong mắt của mỗi người đều chứa đầy bi thương. Khoảng 10 phút sau, Phan Lâm rút kim châm và gỡ ba cây ngài trên người của Dương Long xuống. Trước tiên, chúng ta hãy đem ướp lạnh Dương Long bằng phương pháp thủ công đã. Thầy, mặc dù bây giờ tôi không thể chắc chắn có thể cứu được ông ta, nhưng tôi muốn đợi y thuật của mình có bước đột phá. Đến lúc đó, may già sẽ có cách có thể cứu được phan lâm hít một hơi thật sâu nói mọi người vừa nghe thế hai mắt bỗng sáng bừng lên đúng vậy mặc dù bây giờ thầy không cứu được ông ấy nhưng tương lai thì không nói chắc được điều gì dù sao thầy cũng còn trẻ như vậy năm năm mười năm nữa kỹ thuật của thầy chắc chắn sẽ lên một đẳng cấp cao hơn hà vĩ hùng liên tục vỗ tay kích động nói nhiều người đồng ý gật đầu tô vũ nhi phan lâm cất tiếng gọi anh lâm có chuyện gì thế ạ à? bên ngoài đám người một cô gái nhỏ xinh đẹp tinh tế chui vào đây chính là cô gái được phan lâm cứu ở thôn dược lý tô vũ nhi tôi muốn cô dùng hết khả năng tìm giúp tôi một đóa hoa hà linh cô có thể làm được không phan lâm thấp giọng nói tô vũ nhi hơi do dự một chút khẽ cắn răng nói tương đối khó khăn nhưng chúng tôi sẽ thử có yêu cầu gì thì hãy nói với hà vĩ hùng ông ta sẽ đáp ứng tất cả cho cô vâng thưa anh lâm tô vũ nhi gật đầu Phan Lâm xoay người đi ra phía cửa lớn. Hàn Long, chuẩn bị xe đi. Trước tiên đến kỳ dược phòng xem thử bọn họ còn cây hoa hàn linh nào nữa không. Phòng tiếp khách của kỳ dược phòng, ông cụ Phùng Thạch ngồi ghế trên, gương mặt tươi cười nhìn mấy người mặc vác trình tề ngồi phía bên phải. Không hồ là kỳ dược phòng, tôi đã thấy được thành ý của các người rồi, mà năng lực của chúng tôi, các ông cũng thấy rồi đấy. Tôi nghĩ hai bên chúng ta chắc chắn sẽ hợp tác vui vẻ một người đàn ông mặc vest đứng phía sau cười nói mặc dù giết dương long sẽ khiến phái nam y liều mạng trả thù kỳ dược phòng bọn tôi nhưng nếu có thể trở thành đồng minh với mọi người thì tôi nghĩ một tên dương long cũng đáng giá ông cụ phùng thạch cười nói rất quyết đoán tôi thích một người thẳng thắn giống như phó chủ phòng thạch đây tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ người đàn ông cười híp mắt nói rất nhanh liền đứng lên bắt tay với ông cụ phùng thạch phó chủ phòng thạch không còn sớm nữa tôi còn có chuyện cần phải giải quyết không tiện ở lâu chuyện hợp tác giữa tôi và kỳ dược phòng cứ quyết định như vậy đi được nhé. ông chủ của chúng tôi nếu biết được sẽ rất vui có cơ hội ông chủ sẽ tự mình đến đây gặp mặt ông chủ ở đây kỳ dược phòng của chúng tôi nhất định sẽ quét dọn giường chiếu chào đón <laughs> ông khách sáo quá rồi không nói dài dòng nữa tôi xin phép đi trước được được tuệ hiền tiến mấy vị khách quý giúp tôi đi vâng thưa phó chủ phòng tuệ hiền đứng dậy tươi cười nói với mấy vị khách quý mời các vị đi theo tôi phía bên này cảm ơn người đàn ông gật đầu mấy người rất nhanh đã rời khỏi phòng họp ông cụ phùng thạch vẫn ngồi ở trên ghế hai mắt híp lại nhìn những kẻ này rời đi chờ bọn họ đi ra khỏi phòng nhóm giảng viên kia mới rời mắt khỏi đám người bọn họ phó chủ phòng bọn họ từ xa đến nhất định là có âm mưu khác chúng ta có thể tin họ được không đừng để bị bọn họ lợi dụng. Giảng viên sang nhíu mày thấp giọng nói. Ông đang ám chỉ chuyện bọn họ muốn chúng ta giết Dương Long sao? Ông cụ Phùng Thạch mỉm cười nói. Không sai, bởi dù thế nào thì thù hận của phái Nam Y cũng đều sẽ dồn hết lên đầu của chúng ta. Tôi nghe nói nguyên nhân đám người này muốn đối phó với phái Nam Y chủ yếu chính là vì muốn cướp mấy đơn thuốc độc nhất trong tay của Lâm Thần Y. Tôi chỉ lo bọn họ muốn chúng ta và phái Nam Y trở mặt với nhau thì bọn họ sẽ được ngồi giữa hưởng lợi giảng viên sang nói giảng viên sang lo lắng quá rồi nếu như đám người kia ánh mắt nông cạn như vậy thì làm sao bọn họ có thể đứng vững ở nơi như yến kinh được chứ tôi vẫn hơi lo lắng giảng viên sang nhỏ giọng nói không cần phải lo lắng bởi vì dù những người đó không muốn chúng ta động vào dương long thì chúng ta cũng không thể để cho dương long bước ra khỏi kỳ dược phòng được ông cụ phùng thạch cười nói tại sao chứ Giảng viên phát ở bên cạnh không hiểu hỏi nguyên nhân rất đơn giản vì chúng ta muốn thị uy dọa cho bọn họ sợ hãi muốn người của phái nam y biết được họ là thứ gì trong mắt chúng ta dừng lòng chỉ là món hàng trong cuộc chiến giữa hai phái mà thôi ông ta là một kẻ xui xẻo ánh mắt của ông cụ phùng thạch lóe lên vẻ dữ tợn hơn nữa không chỉ những kẻ đó có hứng thú với những đơn thuốc kia của lâm thần y mà chúng ta cũng tự có kế hoạch riêng của mình chủ phòng đã lập ra một kế hoạch nhưng đó chỉ là bước đầu tiên nhưng đại hội sắp diễn ra rồi lúc này chúng ta lại tuyên chiến với phái nam y thì hình như không được ổn lắm đâu không cần phải lo kỳ dược phòng của chúng ta cũng không còn là kỳ dược phòng lúc trước nữa nói gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải cảm ơn lâm thần y nếu không có cậu ta thì chúng ta cũng không thể lôi kéo được nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới trung y về đây làm chỗ dựa vững chắc được nếu lâm thần y muốn tìm chúng ta gây phiền phức thì những lão giả đó chắc chắn sẽ đứng về phe chúng ta phía cầu ta chỉ là một tổ chức mới thành lập chưa đến một năm thì dựa vào đâu mà đấu với chúng ta chưa ông cụ phùng thạch không kiêng rẻ gì nói tại sao những lão giả đó lại phải giúp chúng ta chưa ông vẫn chưa hiểu sao những lão giả kia cũng vô cùng tham lam bọn họ cũng đang truy tìm những phương thuốc hơn nữa, sự xuất hiện của phái Nam Y và việc Lâm Thần Y khám chữa bệnh miễn phí cũng ảnh hưởng đến lợi ích của họ, khiến cho lợi nhuận của những hiệu thuốc dưới quyền của bọn họ và chi phí khám bệnh của phòng khám bị giảm xuống. Bảo sao họ không giận được chứ? So với chúng ta, bọn họ còn mong Lâm Thần Y chết sớm hơn kìa. <laughs> cũng thú vị đấy. Tất cả giảng viên đều cười thành tiếng. Ông cụ Phùng Thạch cũng cười. Một lát sau, Tuệ Hiền quay lại. Đã đi rồi sao? Ông cụ Phùng Thạch hỏi đi rồi đi hỏi nội gián ở xung quanh học viện phái nam y xem tình hình hiện tại của phái nam y như thế nào rồi đi phó chủ phòng tôi đã hỏi rồi mỗi người trong phái nam y đều sợ chết khiếp tuệ hiền cười nói tiếng cười rộ lần thứ hai phát ra phản ứng của lâm thần y thế nào lâm thần y không nói câu nào chỉ là gương mặt buồn rầu sau đó đã lên xe đi rồi tuệ hiền cười nói <cười> quả nhiên là sợ đến choáng váng giảng viên phát cười lớn nói dù sao thì cũng chỉ là người trẻ tuổi. Gặp vài chuyện như vậy, tôi nghĩ chắc chắn cậu ta đang nấp ở một chỗ nào đó run dày rồi. Giảng viên sang cười nói. Ông cụ Phùng Thạch chỉ cười chứ không nói gì thêm. Nhưng vào lúc này, một tên học sinh mở cửa lớn chạy vụt vào. Các thầy, phó chủ phòng, có chuyện rồi. Cái gì? Lý Phạm, có chuyện gì mà hoàng hốt như vậy? Ông cụ Phùng Thạch nhíu mày hỏi. Người của phái Nam Y đến. Cậu học sinh tên Lý Phạm vội vàng nói. Mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Đến nhanh đấy. Ông cụ Phùng Thạch hơi sừng sốt, nhưng lại cười lạnh nói. Tới cũng tốt, đỡ khỏi cho chúng ta sau này. Lý Phạm, có mấy người của phái Nam Y đến. Không nhiều lắm, khoảng bốn năm người gì đó. Những người khác thì giống như là vệ sĩ. Em chỉ biết Lâm Thần Y và Hàn Long. Dẫn bọn họ tới phòng tiếp khách bên cạnh đi. Mời dùng trà, nhanh lên. Giảng viên Pháp nói. Vâng, Lý Phạm gật đầu định lui xuống. Không, không cần đưa trà lên cũng không cần phải gặp ở phòng tiếp khách ông cụ Phùng Thạch vội giơ tay lên ngăn Lý Phạm lại mọi người đều kinh ngạc phó chủ phòng ý của ông là ý gì ư chúng ta đều đã xé rách mặt nạ với nhau rồi thì việc gì phải cách xáo với bọn họ nữa lập tức điều động bảo vệ tất cả đều đến đây à đúng rồi gọi tất cả những lão già kia đến nữa coi bọn họ gây áp lực cho Lâm Thần Y tôi đây muốn xem xem hôm nay phái nam y này muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách hay là sẽ phải cúi đầu trước chúng ta ông cụ phùng thạch cười lạnh nói mọi người nghe xong thì như tỉnh ngộ bọn họ đều cảm thấy lần này có lẽ ông cụ phùng thạch muốn một phát đánh nát bác sĩ lâm rồi phó chủ phòng em sẽ đi ngay đây lý phạm chạy ra khỏi phòng tiếp khách ông cụ phùng thạch lập tức dẫn đám người trong phòng đi về phía cổng chính cùng lúc đó toàn bộ kỳ dược phòng cũng hoàn toàn bùng nổ vô số học sinh đều tập trung đi đến cổng cùng với đó là nhiều nhân viên an ninh có cả giảng viên học viên vô cùng xôn xao tấp nập xe của phan lâm còn chưa tiến vào cổng chính thì đã bị một hàng người chặn lại anh ngồi ở vị trí cạnh ghế lái nhìn một đám bảo vệ xếp thành hàng đứng phía trước những người này đều đã trải qua huấn luyện được kỳ dược phòng trả lương rất cao để mời đến không thể đem ra so sánh với bảo vệ bình thường được chủ tịch lâm Hàn Long không kìm được mà cúi đầu gọi nhỏ. Phan Lâm không nói gì, đẩy cửa xe bước xuống. Hàn Long và một đám vệ sĩ cũng vội vàng xuống xe đuổi theo. Lo lắng nhìn màn diễu võ dương oai trước mặt. Mọi người đều không ngờ chỉ trong chốc lát mà kỳ dược phòng lại điều động ra một đống người như vậy. Công chính bị chặn kín mít, không hề có một khe hở. Đám người này có lẽ cũng phải hơn một nghìn người. Cẩn thận một chút, nếu tình hình không ổn phải nhanh chóng đưa chủ tịch Lâm đi ngay hắn long quay sang nhỏ giọng dặn dò những vệ sĩ bên cạnh ông chủ đừng lo lắng vệ sĩ có chút trột dạ nói phan lâm tiến lên phía trước gương mặt tuyệt đẹp trời sinh của anh không có biểu hiện gì ánh mắt cũng vô cùng bình tĩnh nhưng ẩn sâu trong đó có một sự lạnh lùng khó nắm bắt ôi đây chính là lâm thần y danh tiếng lẫy lừng sao trời ạ à, tôi còn tưởng anh ta phải có đến ba đầu sáu tay gì cơ nhìn bề ngoài thì cũng giống như chúng ta mà thôi hey. Cậu nói chuyện phải để ý chứ. Lâm thần y của chúng ta có y thuật cao siêu, có thể khiến cho người ta sống biến thành bộ hài cốt đấy. Lại có thể chỉ cần một châm là lấy được mạng người. Cậu cẩn thận, không anh ta cho cậu một châm, thì cậu đi đời nhà ma ngay đấy. Tôi lại sợ quá đi. Trong đám đông, vài tên thanh niên buông lời diễu cợt châm biếm, chọc cho mọi người đang có mặt cười lớn. Các người... Hắn Long chỉ vào bọn họ, tức giận, dựng dâu chừng mắt, tức đến độ cả người đều run lên. Mà vào lúc này, đám đông tách ra hai bên. Ông cụ Phùng Thạch dẫn một đám giảng viên đi tới. Ngoài trừ giảng viên thì 10 đại thiên tài cũng đều có đến đây. Lục Quan Hành, Vương Băng Điệp, Huyền Dược, Hoàng Hà, Tây Mễ Tuyết đều có mặt. Chẳng qua, người dưới kia là Lâm Thần Y mà không phải là Mạnh Khắc Hoàng. Bọn họ đều đã nghe qua tin đồn. Ban đầu Mạnh Khắc Hoàng cũng không phải thật sự là Mạnh Khắc Hoàng mà là do Lâm Thần Y cài trang thành. Mặc dù tin tức đó không biết có thật hay không, nhưng rất nhiều người đều tỏ vẻ hiếu kỳ với lâm thần y hôm nay cuối cùng cũng được thấy lâm thần y chân chính nhưng những người này vẫn có chút xúc động đúng là một anh chàng đẹp trai đẹp tựa như ngọc vậy không biết có cô gái nào đó không kìm được thốt lên cảm khái hai mắt khóa chặt trên người phan lâm không thể rời đi được trong đầu của nhiều người cũng ngầm tán thành như vậy chàng trai đẹp như vậy có thể so sánh với những anh chàng minh tinh được luôn tất cả những cô gái có mặt ở đây, trái tim đều đã đập rộn hết cả lên. Chỉ có điều, anh chàng đẹp trai như Ngọc này không phải là giả, nhưng lại đáng tiếc. Ở chỗ này lại là người ở phe đối lập với kỳ dược phòng. Lâm thần y hạ mình đến kỳ dược phòng của chúng tôi. Thế này không biết là có chuyện gì vậy? Ông cụ Phùng Thạch cười híp mắt hỏi. Ông biết rõ mà vẫn còn hỏi sao? Hắn Long tức giận định xông lên nói. Phan Lâm ngăn ông ta lại bình tĩnh nhìn chăm chú vào ông cụ Phùng Thạch. Tôi tới chỉ muốn hỏi về chuyện của Dương Long. <laughs> về chuyện này thì tôi thật sự rất tiếc. Hay, lúc đầu tôi định tự mình đến phái Nam Y nói rõ ràng chuyện đã xảy ra với bác sĩ Lâm. Nhưng chuyện ở chỗ tôi quá nhiều nên quên mất. Mà bây giờ cũng đã không quan trọng nữa. Lâm thần y, cậu đã tới thì tôi cũng xin được nói luôn. Từ đầu đến cuối tất cả mọi chuyện. Lúc dường lòng xảy ra chuyện ở chỗ chúng tôi, chúng tôi sẽ bồi thường tương xứng. Phải bồi thường bao nhiêu thì sẽ bồi thường bấy nhiêu. Cần nhận lỗi thì sẽ nhận lỗi. Chúng tôi đã giao cho cảnh sát xử lý chuyện này rồi. Ông cụ Phùng Thạch vội vàng nói. Bồi thường tiền sao? Xin lỗi sao? Ý của ông là gì đây? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Hay, Lâm thần ý, cậu không biết chuyện này xảy ra. Trên thực tế, chỉ là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi. Ông nói dối, rõ ràng chính các ông đã hại chết dương long lại còn nói là ngoài ý muốn gì chứ ông chủ hàn ông cũng là người có tiếng tăm ông nên hiểu nói chuyện ở bên ngoài thì phải chịu trách nhiệm nói chúng tôi hại chết thầy dương ư ông có chứng cứ không hay là có người tận mắt chứng kiến không ông cụ phùng thạch hỏi ngược lại trong nháy mắt hàn long bị chặn họng ông cụ phùng thạch lắc đầu nói thật ra chuyện là như thế này thầy long đến kỳ dược phòng của chúng tôi nói là ông ấy muốn cùng tôi thảo luận về những mâu thuẫn và cãi vã do hiểu lầm giữa hai phòng tôi vẫn luôn luôn duy trì tâm thái muốn làm bạn với phái nam y và giao lưu với dương long thầy long cũng hiểu ý của tôi chúng ta hai bên đều nói chuyện rất vui vẻ nhưng lúc trên đường trở về một học sinh đột nhiên cầm thành phẩm thí nghiệm của cậu ấy đến nói muốn nhờ tôi kiểm tra qua lúc đó tôi cũng không từ chối không ngờ thành phẩm thí nghiệm đó lại phát nổ số lượng lớn phấn độc bị văng hết lên người của Tài Long nên mới dẫn đến tai nạn của ông ấy. Bây giờ học sinh bị thương kia cũng đang nằm viện. Nếu mọi người không tin, tôi sẽ dẫn mọi người đến xem cậu học sinh ấy. Tôi cảm thấy đây chính là việc ngoài ý muốn. Mặc dù đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, mọi người chúng ta đều không vui. Nhưng Lâm Thần Y này, tôi không hy vọng nhìn thấy bởi vì chuyện này mà khiến quan hệ hai bên của chúng ta trở nên ác liệt. Như vậy thật không đáng. Ông cụ Phùng Thạch thẳng thắn nói, mà sau khi những lời này được nói ra, hắn long liền tức điên lên, mặt đỏ bừng. Ông đừng có đứng đó mà nói bậy nói bạ. Ông giàn dựng lên câu chuyện này, có cả trăm chỗ hở. Trẻ con cũng không thèm tin. Ông Phùng Thạch, căn bàn ông đang đùa bỡn chúng tôi. Hàn Long kích động nói. Các cậu không tin thì tôi cũng hết cách. Tin đính chính chúng tôi cũng đã báo cáo lên cảnh sát rồi đấy. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Ông Cụ Phùng Thạch hở hững nói. Hoàn toàn là dáng vẻ không thèm quan tâm. Ông... Hàn Long tức giận, chỉ hận không thể xông lên đánh ông ta một trận. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm lên tiếng. Ông cụ Phùng Thạch, chúng tôi cũng không nói dài dòng nữa, nói thẳng luôn nhé. Sao cơ? Ông cụ Phùng Thạch nhìn anh, lại thấy Phan Lâm giơ tay lên, khàn khàn nói. Tôi cho kỳ dược phòng các ông một ngày. Lâm thần y muốn làm gì đây? Ông cụ Phùng Thạch cười nói. Một ngày, cầm một đóa hoa hàn linh đến cho tôi. Sau đó cho tôi một câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này Thì chuyện cũ tôi có thể cho qua Phan Lâm nói Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cười lớn Giảng viên phát bên cạnh cười lạnh nói Lâm thần y Cậu vẫn còn thiếu kỳ dược phòng của chúng tôi một đóa hoa hà linh đấy Cậu vẫn còn mặt mũi nhắc đến chuyện này sao Cái chết của Dương Long Đã khiến tôi không thiếu nợ các người rồi Phan Lâm lắc đầu Đó không phải những lời anh nói sao Tây Mễ Tuyết hừ lạnh nói Anh nghĩ anh là ai chứ? anh nói cái gì thì là cái đó sao cũng không nhìn xem thân phận của mình là gì lại có người hư lạnh nói mọi người xung quanh bắt đầu dùng lời nói làm vũ khí công kích phan lâm phan lâm có vẻ không muốn nói nhiều liền quay người đi tới xe đồng thời cũng nói một ngày sau tôi hy vọng nhìn thấy hoa hà linh được đưa đến phái nam y đã rõ chưa nếu bọn tôi không đưa đến thì thế nào ông cụ phùng thạch mỉm cười hỏi ngược lại phan lâm dừng bước anh không quay đầu lại giống như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau mới thấp giọng nói. Nếu không đưa tới, tôi sẽ khiến cho kỳ dược phòng biến mất. Phan Lâm cảm thấy vô nghĩa nên không cãi nhau với đám người vùng thạch nữa. Sau khi tỏ rõ thái độ của bản thân, anh lập tức lên xe rời khỏi kỳ dược phòng. Mẹ kiếp, kiều càng thế chứ. Mày nghĩ mày là cái thá gì mà khiến kỳ dược phòng của bọn tao biến mất chứ? Mày xứng chắc. Đúng là cái thằng trẻ trâu lúc này đám học sinh ở kỳ dược phòng mới kỳ phản ứng mở miệng hướng về phía chiếc xe đã rời đi của phan lâm lớn tiếng mắng lại có người chạy ra nhặt đá để ném theo xe của anh chiếc xe mercedes đáng giá chiều bạc bị đập lõm cả một vết sâu ức ừ hiếp người quá đáng hàn long tức giận muốn dừng xe đi đi phan lâm nói cậu lâm đi về phan lâm lại nói với vẻ mặt nghiêm túc hàn long nắm chặt vô lăng cả tim phổi đều bị lửa giận đốt cháy nhưng phan lâm đã nói rồi nên ông ta cũng chẳng thể làm gì nữa chỉ có thể đạp ga lái xe rời khỏi kỳ dược phòng dù đã đi rất xa nhưng hàn long vẫn nghe thấy những tiếng cười nhạo truyền tới từ phía kỳ dược phòng đừng nói hàn long mà cả những vệ sĩ đi theo cũng đã nén đầy một bụng tức nhưng từ đầu đến cuối phan lâm vẫn như mặt sông yên ả à, không gợn sóng chủ tịch lâm không giận sao hàn long không tài nào hiểu nổi thẳng đến khi về đến tập đoàn dương quang phòng làm việc phan lâm mới lên tiếng lập tức phái người đến tỉnh tuyên thành một chuyến hàn long ngơ ngác chủ tịch lâm đến tuyên thành để làm gì triệu tập đội ngũ phan lâm lấy giấy bút trên bàn làm việc sau đó viết từng dãy số điện thoại cùng với họ tên đưa cho hàn long vừa nhìn thấy hàn long đã trở nên sợ hãi chủ tịch lâm cái này nếu đã vậy thì để tôi tự mình đi một chuyến đi hàn long không thờ nổi vội vã đứng dậy nói không cần tùy tiện phái người đi là được rồi nói với họ lần hành động này tôi không muốn bọn họ đích thân đến kỳ dược phòng nhưng vẫn mong họ có thể hành động tôi không quan tâm họ dùng cách nào hay sức mạnh gì tôi chỉ cần họ hoàn thành mục đích giúp tôi làm suy yếu sức mạnh của kỳ dược phòng là được ông hiểu chưa phan lâm bình tĩnh hỏi bất cứ sức mạnh gì vậy phải làm đến trình độ nào chứ kỳ dược phòng mở một tiệm thuốc tôi muốn họ phải đóng cửa một tiệm thuốc họ nhận thêm một học sinh, thì tôi muốn một học sinh của bọn họ phải rời đi. Được, tôi biết rồi, nhưng Chủ tịch Lâm mà chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta ở tỉnh Tuyên Thành mà muốn động đến kỳ dược phòng cũng khá khó. Dù gì thì bọn họ cũng ở Tuyên Thành, chuyện có thể làm cũng có hạn. Nếu muốn đối phó với kỳ dược phòng, chúng ta vẫn cần đến những lực lượng khác hỗ trợ đấy. Hàn Long do dự hồi lâu, sau đó cẩn thận nói. Tập đoàn Dương Quang và phái Nam Y bây giờ đều đang bắt đầu vận hành, không tiếc chi tiền để đối phó với kỳ dược phòng, dù có tần thất bao nhiêu thì cũng không hề hấn gì cả. Vâng, Chủ tịch Lâm, Hàn Long chậm chạp gật đầu. Với cả, ông phái thêm người chia ra ở mấy nơi này nữa. Phan Lâm lại đặt bút viết vài dòng lên trên giấy, sau đó đưa cho Hàn Long. Hàn Long vừa thấy lại càng run hơn, ông ta cảm giác hô hấp bản thân đã ngưng lại. Một lúc sau, ông ta run dày cất tờ giấy đi, thầm nuốt một ngụm nước bọt đi làm sớm đi vâng chủ tịch lâm nhưng chủ tịch lâm cầu tìm những người khác đến thông báo những nơi này còn còn tôi thì sao hàn long thận trọng hỏi ông thay mặt tôi đến yến kinh một chuyến phan lâm nói bằng cái giọng khàn khàn yến kinh sao tim của hàn long trong nháy mắt đã vọt lên tới tận cổ học dưới một mái đình làn khói xanh bay lên từ trong bếp đun trà chủ nhân kỳ dược phòng ăn mặc chìn chu ngồi đó pha trà ngồi đối diện ông ta là một người đàn ông trẻ tuổi ăn vận bình thường. Người đó có một đôi mắt tinh anh, hữu thần và vẻ ngoài rất anh tuấn. Chủ nhân kỳ dược phòng thành thạo rửa trà, pha trà, sau đó rót đầy chén cho người đàn ông trẻ tuổi kia. Người đàn ông cũng lịch sự nếm một ngụm, sau đó nở nụ cười nói: "Trà của chú Diêu quả đúng là thiên hạ đệ nhất mà." "Quá khen." Chủ nhân của kỳ dược phòng khẽ cười, rót thêm cho người đàn ông một ly rồi nói: nhưng cũng đã nói rồi Chú cũng rất bất ngờ đấy Không ngờ nhà cháu lại cử cháu đến Lăng tiêu là bảo bối của cả nhà cơ mà Sao chuyện này lại phải đích thân đến đây thế này Sắp tổ chức đại hội rồi Không phải cháu nên chuẩn bị cho tốt đi hay sao Chú Diêu nhầm rồi Cháu đến đây không phải bởi gia tộc muốn cháu đến Mà là tự bản thân cháu muốn Người đàn ông mỉm cười đáp Tự cháu muốn sao Chú nhân kỳ dược phòng nhìn cậu ta đầy bất ngờ Phải cháu sẽ không nói vòng vò nữa. Cháu đến tìm chú lần này là bởi vì muốn xin một phương thuốc từ kỳ dược phòng của chú. Là phương thuốc gì vậy? Chú nhân kỳ dược phòng ngước mắt hỏi. Hoa Hà Linh. Người đàn ông mỉm cười đáp. Chú nhân kỳ dược phòng thoáng ngạc nhiên, sau đó lắc đầu khẽ cười. Cháu đừng đùa chứ. Lăng tiêu, có ai không biết hoa hà linh của kỳ dược phòng chúng ta đã bị bác sĩ Lâm đoạt mất đâu. Chú đi đầu để tìm về một đóa hoa hà linh khác cho cháu bây giờ. Nếu cháu đoán không lầm Thì chắc kỳ dược phòng của chú Vẫn còn một bông chứ Đoán sao Cháu nói là đoán vì muốn giữ lại chút mặt mũi cho chú Chú siêu Chú hiểu chứ Người đàn ông cười nói Một lời nói đã khiến cho khuỷu tay của chủ nhân kỳ dược phòng khẽ run lên Sắc mặt bỗng chốc tối sầm lại Cả người ớn lạnh Nhìn chằm chằm vào người đàn ông Lăng tiêu Gia tộc các cháu đã phái người vào kỳ dược phòng của chú rồi sao Quy mô của kỳ dược phòng cũng nhỏ, muốn nằm vùng là chuyện quá dễ dàng mà người đàn ông bình tĩnh đáp chủ nhân kỳ dược phòng không đáp đúng vậy nói là đoán chẳng qua là khéo léo né tránh thôi còn thực chất trong tay của người đàn ông này đã thấy được hoa hàn linh trong tay của chủ nhân kỳ dược phòng rồi khó trách sao cậu ta lại đột ngột đến đây khó trách sao cậu ta lại cương quyết như thế mấy phút sau chủ nhân kỳ dược phòng hít một hơi thật sâu lạnh nhạt đáp hoa hà linh quý giá thế nào không cần chú phải nói nếu cháu muốn có nó thì ít nhất cũng phải bỏ ra cái giá tương đương nếu như chú đưa cho cháu trong đại hội cháu kiếm được lợi có thể chia cho chú ba phần người đàn ông thấp giọng nói ba phần sao tim của chủ nhân kỳ dược phòng chợt loạn nhịp hô hấp càng cứng ông ta hiểu ba phần là thế nào cái giá này so với một mình kỳ dược phòng của ông ta đến đại hội tranh lợi đã cao hơn rất nhiều rồi. Xong, ông ta cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng như thế. Ông ta giơ tay nói, ít nhất cũng phải 5 phần. 3 phần. Người đàn ông mỉm cười nhìn chủ nhân kỳ dược phòng, một sự lạnh lẽo ghê người thoáng hiện ra trong mắt cậu ta. Chủ nhân kỳ dược phòng dĩ nhiên hiểu được ánh mắt đó, ông ta cau mày sau đó vỗ tay đáp. Được, ba phần thì ba phần, cháu đã có thành ý như vậy rồi, nếu chú còn trả giá nữa thì cũng không vui vẻ gì cả. Câu này của chú Diêu không tồi. Cháu lấy trà thay rượu, kính chú một chén. Người đàn ông mỉm cười nâng chén trà nói. Chủ nhân kỳ dược phòng cũng khíp mắt cười, không thấy chút tức giận nào. Xong đúng lúc này, giảng viên Pháp lại hớt hài chạy đến tháp giọng nói. Phòng chủ, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Lâm thần y lại đến làm loạn sao? Chủ nhân kỳ dược phòng bình thản hỏi. Kỳ dược phòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với phái nam y rồi. Nhưng giảng viên Pháp lại lắc đầu nguệ nguệ. Không phải, mà là... Là mười mấy tiệm thuốc, y quán ở các tỉnh khác của chúng ta đều bất ngờ bị đóng cửa rồi. Không bị đóng cửa thì cũng bị phá hoại rồi. Tất cả đều đã bị cưỡng ép phải đóng cửa hết rồi. Cái gì cơ? Chủ nhân của kỳ dược phòng kinh ngạc. Ông ta nhăn chán, người đàn ông vẫn nhàn nhã uống trà, tựa như chẳng hề bận tâm đến câu chuyện này. Chủ nhân của kỳ dược phòng liếc nhìn cậu ta, rồi quay lại nói với giảng viên Pháp. Đã trả ra là ai làm chưa? không tra được đối phương làm việc rất gọn gàng người đánh nhân viên tiệm thuốc của chúng ta cố ý gây sự vì bất mãn với thuốc men nhìn giống y như là mâu thuẫn bình thường còn những tiệm thuốc y quán bị đóng cửa cũng bởi vì một vài thủ tục của chúng ta còn thiếu sót nên bị tố cáo chúng ta không có cách nào để bàn đúng sai hết giảng viên phát bất lực đáp chủ nhân kỳ dược phòng rơi vào trầm mặc lúc này lại có người chạy đến đó là giảng viên sang chủ phòng chủ phòng không hay rồi, có chuyện rồi. Anh ta hớt hài chạy đến trước mái đình hét lên. Chủ phòng, nguồn thuốc của chúng ta bị cắt hết rồi. Cái gì? Chủ nhân kỳ dược phòng đứng bật dậy, nhìn giảng viên sang bằng ánh mắt không thể tin nổi. Nguồn thuốc bị cắt cả rồi sao? Đây được xem như một nhát dao cắt thẳng xuống động mạch chủ của kỳ dược phòng mà. Điểm tựa của kỳ dược phòng là cái gì đây? Chính là thuốc. Không có thuốc, bọn họ lấy gì để duy trì kỳ dược phòng đây? mỗi ngày kỳ dược phòng chúng ta đều tiêu thụ một lượng lớn dược liệu. Và lại, bên trong dược phòng mỗi ngày đều phải cung cấp số thuốc đặc chế nhất định. Những viên thuốc được điều chế ra đều có giá bán vài trăm nghìn, thậm chí là cả triệu, cũng là một trong những nguồn thu quan trọng của kỳ dược phòng chúng ta. Nếu bây giờ không còn nguồn cung cấp dược liệu nữa, thì mọi thứ đều ngưng trệ cả rồi. Kỳ dược phòng chúng ta sẽ sụp đổ mất thôi. Chủ phòng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Giảng viên phát nôn nóng hỏi cha ra nguyên do chưa chủ nhân kỳ dược phòng bình tĩnh lại trầm giọng hỏi hỏi rồi những thồn thuốc đó và những người buôn thuốc đều nói tất cả thuốc của họ đều bị người khác mua lại với giá gấp đôi hơn nữa đối phương còn trả tiền trước thuốc của mấy tháng sắp tới đối phương đều đã đặt trước cả rồi giảng viên sang khóc không ra nước mắt chủ nhân của kỳ dược phòng ngồi trên ghế đá nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu xem ra có kẻ đã nhằm vào kỳ dược phòng của chúng ta rồi. Nhưng chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, giảng viên Lý, giảng viên Vương và một nhóm các giảng viên khác đều lũ lượt chạy vào báo cáo tình hình mà mỗi một thông tin họ nói đều làm cho người ta giật mình, tất cả đều là tin tức bất lợi với kỳ dược phòng. Chú Diêu, cần cháu giúp một tay không? Người đàn ông đặt chén trà xuống, mỉm cười nói, không cần, đây là chuyện của kỳ dược phòng, tự kỳ dược phòng sẽ giải quyết mà chú cũng cá chắc chuyện này chắc chắn là do lâm thần y gây ra chỉ một lâm thần y chưa đến mức phải để các cháu ra tay đâu vậy không phải là cái tát thẳng vào mặt của kỳ dược phòng chú sao chủ nhân kỳ dược phòng trầm giọng đáp vậy thì chú diêu định làm sao đây cậu ta có thể cắt đứt kinh tế nguồn hàng của kỳ dược phòng chú thì tất nhiên chú cũng có thể làm ngược lại với cậu ta đỏ mạng lưới quan hệ chưa chắc kỳ dược phòng chú đã sợ cậu ta chủ nhân của kỳ dược phòng hư lạnh đáp chú diêu Cháu nghĩ chú làm vậy không hay đâu. Người đàn ông lắc đầu, mỉm cười nói. Chú nên thay đổi sự chú ý một chút, tập trung lại tất cả mối quan hệ và tài nguyên vào một nơi rồi tùy cơ chuẩn bị phản kích chứ. Vừa nói xong, chú nhân kỳ dược phòng đã nhìn người đàn ông đầy khó hiểu. Tập trung vào một nơi sao? Lăng tiêu, một nơi cháu nói là chỗ nào vậy? Từ thiện tân dược. Người đàn ông nhẹ nhàng nói lên bốn từ. Bốn từ vừa dứt cả người các giảng viên đều tái mét mặt cả đi tất cả đều lạnh toát cả người cả chủ nhân kỳ dược phòng cũng thấy lạnh sống lưng ông ta chợt bừng tỉnh nhanh lập tức dừng hết hoạt động từ thiện tân dược của kỳ dược phòng chúng ta lại lập tức hủy bỏ tất cả các hoạt động nhanh chủ nhân kỳ dược phòng quát lên cả đám giảng viên mới thoát khỏi nỗi khiếp sợ đã vội vội vàng vàng rút điện thoại di động ra gọi đến gọi đi gửi tin nhắn loạn xạ nhưng đúng vào lúc này phùng thạch lại dẫn một nhóm người gấp gáp chạy đến đây trông thấy dáng vẻ hoàng hốt lo sợ của Phùng Thạch. Trong nháy mắt, chủ nhân kỳ dược phòng đã hiểu ra, tái xanh cả mặt. Những người còn lại cũng kinh hãi không thôi. Không ngoài dự đoán, Phùng Thạch hét lên. Chủ phòng, từ thiện tân dược xảy ra chuyện rồi. Xế chiều hôm nay, có người đột ngột dẫn một đám cảnh sát đến nơi khám chữa bệnh từ thiện của chúng ta. Bắt hết các giảng viên từ thiện đi cà rồi. Còn những hàng mẫu dược phẩm thì sao? Tiêu hủy hết chưa? Chủ nhân kỳ dược phòng vội hỏi. Không kịp tiêu hủy, bọn họ đến quá bất ngờ phùng thạch khóc không ra nước mắt chủ nhân kỳ dược phòng không nói được gì người đàn ông bên cạnh nhếch môi tiếp tục uống trà thuốc là khoản lợi khổng lồ kỳ dược phòng đều biết thế nhưng kỳ dược phòng không chỉ đơn thuần bán thuốc mà để tổ chức này có thể kinh doanh đến hôm nay thì dĩ nhiên sẽ dùng cả những thủ đoạn không ai hay biết đối với những chuyên gia y dược như bọn họ mà nói chỉ cần động tay động chân một chút với lõi thuốc đã đạt được lợi nhuận khổng lồ chuyện đơn giản như thế quả là quá dễ dàng đại hội sắp diễn ra rồi kỳ dược phòng phải chuẩn bị đầy đủ tiền vốn để ứng phó với đại hội vậy nên mới có cái gọi là từ thiện tân dược từ thiện tân dược chỉ là cái danh thực chất là vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ cho thuốc của kỳ dược phòng nên mới có hoạt động đó ra đời là đối diện với tất cả xã hội có thể nói công khai khám chữa bệnh từ thiện như vậy dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì thuốc mà kỳ dược phòng bán ra cũng tương đối an toàn, mặc dù còn chưa qua kiểm định khảo nghiệm. Nhưng đối với những người có nghiệp vụ thì đều thấy tân dược này chẳng hề an toàn. Sự nguy hiểm của nó không diễn ra trong mấy năm trước mắt mà phải ở 5 năm sau. Tân dược có thể để lại hậu di chứng cho người bệnh, song hậu di chứng ấy phải 5 năm sau mới phát tác. Chế tạo thuốc đúng là không dễ, nó đòi hỏi một khoản vốn lớn và thời gian. Đại hội thì cũng đã cần kề rồi, Kỳ dược phòng đã không còn thời gian để giải quyết hậu di chứng đó nên mới ôm suy nghĩ muốn kiếm một trước mà mờ ra từ thiện tân dược này. Ông ta tin rằng sau 5 năm dù người bệnh có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ không ai nghĩ đến kỳ dược phòng được. Nhưng ông ta lại chẳng ngờ sẽ có kẻ sẽ nhìn ra điểm này của tân dược dẫn cảnh sát đến tận cửa. Nếu chuyện này bị vạch trần thì đúng là không phải là chuyện đùa. Đến lúc đó cả sản nghiệp thuộc chúng ta đều sẽ đóng cửa hết Thậm chí, thậm chí cả kỳ dược phòng của chúng ta cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn đây. Phòng chủ, chúng ta chúng ta nên làm sao mới được đây?" Phùng Thạch vội hỏi. "Lo liệu đi, lo cả trên lẫn dưới, tiêu bao nhiêu tiền cũng không sao hết, nhất định phải nghĩ cách giải quyết tất cả những chuyện này." Chủ nhân kỳ dược phòng cắn răng nói. "Đã phái người đi làm rồi, nhưng chỉ sợ hiệu quả không cao, bởi bằng chứng đã bị kẻ khác nắm cả rồi." Phùng Thạch thở dài đáp lúc này điện thoại di động của phùng thạch chợt đồ chuông anh ta cầm lên xem sắc mặt lập tức thay đổi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào màn hình di động hồi lâu mà không dứt ra được phó phòng xảy ra chuyện gì vậy giảng viên sang bên cạnh run rẩy hỏi có người tiêu dùng nộp đơn kiện chúng ta rồi phùng thạch lắp bắp đáp sợ gì chứ chúng ta cũng có đội luật sư muốn kiện thì nói với bọn họ thôi giảng viên phát hử lạnh một tiếng nhưng người đối phương mời là là luật sư đoàn nhân dân đó. Phùng Thạch gần như đã sắp khóc đến nơi rồi. Gì cơ? Là đoàn nhân dân, một trong ban luật sư lớn ở Yến Kinh sao? Trừ người đó ra, còn có khúc thị nghiêm của đoàn luật sư Giang Thành. Đoàn luật sư của Đinh Văn Vượng cũng đã đưa thông báo, tuyên bố bọn họ tham gia kiện tụng vô điều kiện vì người tiêu dùng nữa. Chủ phòng, đây đều là thủ đoạn của Lâm Thần Y cả, là sự trả thù của cậu ta đối với chúng ta hết đó. Phùng Thạch nói chủ nhân của kỳ dược phòng lảo đảo bước ra sau hai bước sau đó đặt mông ngồi lên trên ghế sắc mặt xám xịt như cho tàn chỉ trong một ngày lâm thần y đã phát động một cuộc tấn công dữ dội nhất vào kỳ dược phòng mặc dù kỳ dược phòng có thực lực nhưng cũng không thể nào chống đỡ nổi trận công kích như vũ bão này hơn nữa đây chỉ là bước đầu tiên bước thứ hai có lẽ là sự bùng phát của dư luận những chuyện này xảy ra quá đột ngột thậm chí không kịp truyền bá nhưng trong mấy tiếng tới chúng sẽ nhanh chóng chiếm cứ tiêu đề của các trang tin tức và các diễn đàn lớn gây xôn xao trên internet một khi dư luận lớn hơn kỳ dược phòng sẽ khó mà yên ổn nữa ông chủ kỳ dược phòng nhắm mắt lại không nói gì chú diêu hỏi lần nữa cần chúng cháu ra tay không người đàn ông đặt tách trà xuống nhàn nhạt, nhạt hỏi lần này ông chủ kỳ dược phòng mất đi thần sắc cứng rắn trước kia trầm mặc thấp giọng nói điều kiện gì Tỷ lệ lợi ích của hội nghị thay đổi một chút. Cháu tám, chú hai. Người đàn ông cười. Ông chủ kỳ dược phòng trong phút chốc siết chặt nắm tay. Nhưng cuối cùng vẫn kìm được, khàn giọng nói. Được, cứ làm theo lời của cậu nói. Người đàn ông lập tức lấy điện thoại ra gọi đi. Cậu chủ, bên kia đầu dây chuyển đến một giọng nói giả nua. Chú trùng, chú giúp cháu sắp xếp một buổi tư vấn miễn phí thuốc mới tại kỳ dược phòng. Được. Điện thoại ngắt máy, người đàn ông đứng dậy chú diêu sắp hết giờ rồi cháu phải đi ngày mai còn có triển lãm gấp không ở lại lâu được tôi sẽ cho người tiễn cậu không cần đâu cháu hy vọng chú có thể tuân theo thỏa thuận của chúng ta khóe miệng của người đàn ông nhếch lên sau đó tiêu sái phất tay xoay người rời đi ông chủ thiếu gia lăng tiêu sao lại tới đây cậu ấy đến mời ngài uống trà sao phùng thạch bước tới thấy bóng lưng của lăng tiêu cất tiếng hỏi không phải nó thừa dịp cháy nhà hôi của ông chủ kỳ dược phòng hử lạnh một tiếng khoát tay rời đi. Phan Lâm ngồi trong văn phòng một ngày mới mệt mỏi rời đi, anh muốn ở tạm trong văn phòng một đêm nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định trở lại công ty của Lý Ái Vân. Phan Lâm lái chiếc 918 đỏ rực về phía công ty Duyệt Nhan, nhưng trên đường đi Lý Ái Vân gọi tới, anh đang ở đâu đấy? Anh đang chuẩn bị về đây, Phan Lâm cười, được, anh về trước đã tôi đã chuẩn bị xong quần áo cho anh rồi. Quần áo sao? Để làm gì vậy? Phản Lâm khó hiểu hỏi. Tí nữa anh về rồi tôi sẽ nói với anh. Lý Ái Vân cười, giọng điệu có chút gấp gáp. Chẳng nhẹ gặp được chuyện gì vui sao? Phản Lâm có chút khó hiểu đạp chân gà Sau khi vào nhà, anh nhìn thấy Lý Ái Vân đang thử quần áo trước gương. Nữ thư ký bên cạnh ôm một đống quần áo ngồi đợi. Giám đốc Vân, cái này không được. Cái này nhìn trông non nớt quá. Nữ thư ký nói, cái này thì sao? Lý Ái Vân cầm một chiếc váy đen khác so sánh. Cái này lại trông giả dặn quá. Hai người phụ nữ đang bàn tán xôn xao thì thấy Phan Lâm đi vào. Lý Ái Vân lập tức bỏ quần áo trên tay xuống, cầm một bộ đồ trên ghế sofa đưa tới. Đi thử chút đi. Để làm gì? Phan Lâm bất ngờ hỏi. Ngày mai sẽ có một hội nghị giao lưu trao đổi mỹ phẩm quốc tế. Tôi được mời tham gia. Tôi muốn anh đi theo tôi thu hoạch. Lý Ái Vân nói em đi không phải là được rồi sao anh đâu có biết gì về mỹ phẩm đâu anh lâm anh không hiểu sao giám đốc vân gọi anh đi cùng là vì muốn anh làm hộ hoa sứ giả giám đốc vân của chúng ta xinh đẹp như vậy lúc đó ở hội nghị nhất định sẽ có vô vàn ong bướm điên cuồng quấy nhiễu anh, anh đi lúc đấy giám đốc vân cũng bớt đi không ít phiền phức thư ký che mồi cười nói thì ra là như vậy phan lâm gật đầu hơn nữa tôi cũng muốn đưa anh đi xem thiên hạ ngoài kia thế nào vốn dĩ kiểu người có địa vị còn con như tôi không có khả năng tham gia sự kiện lớn như vậy may mà có quý nhân cho tôi cơ hội này nghe nói lần triển lãm này có rất nhiều chuyên gia nghiên cứu thuốc nổi tiếng trong nước các loại thuốc giảm cân và kem mỹ phẩm mà họ phát triển rất nổi tiếng anh cũng có chút hiểu biết về y học nếu anh có thể kết thân với họ đợi sau này chúng ta ly sau này anh ra ngoài tìm việc cũng có thêm một con đường không phải sao Lý Ai Vân Định nói hai từ ly hôn ra khỏi miệng, nhưng khi lời đến môi, cô lại đột ngột rút lại. Lông mày của Phan Lâm khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không để trong lòng. Anh nhớ, ngày mai hình như có đại diện của tập đoàn Dương Quang tới tham dự buổi triển lãm này. Đây được coi là một sự kiện tương đối lớn. Thúy Chi đã đặt vé máy bay cho ngày mai rồi. Sáng mai chúng ta đến Thượng Hải. Anh mặc thử quần áo đi. Nếu không vừa, tôi sẽ bảo Thúy Chi đến cửa hàng đổi lại. Đi ngủ sớm. Ừm. Phan Lâm gật đầu, cầm quần áo bước vào trong phòng tắm. Một lúc sau, Phan Lâm mặc vest trình tề bước ra. Không phải lần đầu tiên Lý Ái Vân nhìn thấy Phan Lâm ăn mặc nghiêm trình ra ngoài. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, trong mắt vẫn có cảm giác sáng lên. Thư ký Thúy Chi lại càng ngây ngốc. Sáng sớm hôm sau, thư ký Thúy Chi lái xe của Lý Ái Vân đến công ty. Ba người trực tiếp đi về phía sân bay. Phan Lâm đối với việc này không có hứng thú. Anh chỉ đang tập trung đối phó với kỳ dược phòng. Vì vậy suốt dọc đường chỉ cầm điện thoại xem tin tức Hàn Long gửi tới. Buổi trưa, cả ba đến Thượng Hải. Thuy Chi đặt một khách sạn giá rẻ để ở tạp. Cơm nước xong xuôi, đi dạo lanh quanh một chút. Buổi tối, Lý Ai Vân dẫn Phan Lâm đến khách sạn Minh Châu, trung tâm Thượng Hải. Lúc này, cổng khách sạn Minh Châu chật cứng những chiếc xe hơi sang trọng. Chạy Mercedes-Benz và BMW cũng chỉ coi là cấp thấp. Maserati, Porsche, Lamborghini, Ferrari liếc một cái là có thể thấy các bà chủ cầu chủ ăn mặc xa hoa sang trọng ra ra vào vào khắp nơi là một bầu không khí diễm lệ diêm dúa lý ai phần mặc một chiếc váy dạ hội đen trắng mái tóc dài cuộn lên rất sang trọng và xinh đẹp vừa bước xuống xe cô đã lập tức thu hút vô số người xung quanh phan lâm đi theo bên cạnh mặc dù không có dung mạo ban đầu có chút đẹp trai nhưng đứng bên cạnh Lý Ái Vân, từ đầu đến chân vẫn không thể hiện lên cảm giác xứng đôi vừa lứa. Người được mời cầm thiệp mời mới có thể vào cửa. Sau khi Lý Ái Vân đưa thiệp mời ra, người phục vụ dẫn cô lên tầng cao nhất của khách sạn. Giờ phút này đã có sự quy tụ của các nhân vật nổi tiếng trong ngành mỹ phẩm trong và ngoài nước. Đồng thời có không ít chùm sò từ các ngành khác nhau cũng được mời đến tham dự đại tiệc. Mọi người tụ tập thành từng tốt ba người trò chuyện, xung quanh phục vụ tất bật, mang theo đồ ăn và rượu tiếp đón. Mọi thứ dường như vô cùng tốt lành. Và lúc này một tiếng cười đầy quyến rũ của một gã trai nhà giàu chuyển đến. Ái Vân, em đến rồi sao? Lời vừa ra, Phan Lâm và Lý Ái Vân lần lượt quay đầu lại. Hai người họ nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú, thần thái ngời ngời, cầm ly rượu vang đỏ đi tới. Đôi mắt người đàn ông sâu thăm thẳm trên môi nở một nụ cười quyến rũ. Khi nhìn thấy trang phục lộng lẫy của Lý Ái Vân, ánh mắt anh ta không thể rời đi. Em thật đẹp. Người đàn ông tình tứ nói, sau khi nói xong, anh ta định vươn tay ra nắm lấy tay Lý Ái Vân hôn một cái. Phan Lâm cao mày, lập tức vươn tay nắm chặt cổ tay của người đàn ông kia. Người đàn ông kỳ quái nhìn Phan Lâm, nhưng Phan Lâm bình tĩnh nói, anh à, tự trọng chút đi, đây là vợ của tôi. Hành động của Phan Lâm khiến Lý Ái Vân kinh ngạc. Người đàn ông cũng nhìn Phan Lâm bằng ánh mắt kỳ quái, trên dưới nhìn xuống. Vợ của anh sao? Chẳng lẽ anh đây chính là Phan Lâm ở rể nhà họ Lý sao? Thành danh của tôi đã lan ra khỏi Giang Thành rồi sao? Phan Lâm buồn tay bình tĩnh nói. Thế cũng không phải. Không ai lại có thời gian đi quan tâm một gã phế vật. Sợ dĩ tôi biết anh chỉ vì cô Lý Ái Vân. Người đàn ông mỉm cười, rõ ràng là lời mỉm mai, nhưng từ miệng anh ta thốt ra, lại không hề mất đi phong độ. Phan Lâm cao mày. Anh lăng tiêu, thật ngại quá, anh ấy có chút không hiểu chuyện, đã quấy dày anh. Tôi thay anh ấy xin lỗi anh. Lý Ái Vân tiến lên cúi đầu nói. Không sao đâu, cô Ái Vân, đừng để trong lòng. Người đàn ông xua tay, Phan Lâm đang định nói, nhưng lại phát giác có người khẽ kéo áo của mình. Nhìn sang bên chính là Lý Ái Vân. Lúc này cô đang bí mật nháy mắt với mình. Thấy vậy, Phan Lâm chỉ có thể ngậm miệng. Vậy khi nào thì hai người ly hôn? Lúc này người đàn ông lại không chút do dự hỏi tiếp. Lời vừa dứt, Lý Ái Vân bối rối tại chỗ. Anh nói cái gì cơ? Sắc mặt của Phan Lâm tối sầm lại. <laughs> anh lăng tiêu, đúng là biết nói đùa rồi. Lý Ái Vân vội vàng nặn ra một nụ cười rồi nhanh chóng hòa giải. Người đàn ông tên Lăng Tiêu còn định nói gì đó. Nhưng vào lúc này, có một người phục vụ tới gần thì thầm vào tai của Lăng Tiêu vài câu. Lăng Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nói lời xin lỗi với Lý Ái Vân. Cô Ái Vân, thật xin lỗi, bên kia tôi có vài vị khách quý, đành phải đi trước tiếp đãi một chút, hai người có thể tìm một chỗ ngồi xuống thưởng thức đồ ăn thức uống chờ triển lãm bắt đầu Lát nữa lăng tiêu sẽ đến tháp tùng không cần không làm phiền đến công việc của anh lăng tiêu anh cứ đi trước đi lý ái vân được quan tâm mà sợ liền vội vàng đáp lại thất lễ rồi lăng tiêu nở một nụ cười quyến rũ rồi đi cùng với người phục vụ lý ái vân đưa mắt nhìn đợi lăng tiêu đi rồi cô đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào phan lâm anh làm sao vậy lý ái vân nhỏ giọng trách cứ Tôi sao mà làm sao? Phan Lâm nghi hoặc hỏi. Anh biết người này là ai không? Không biết. Để tôi nói cho anh biết nhé. Người này là Ngài Lăng Tiêu, tổng giám đốc của tập đoàn Duy Tinh Yến Kinh. Anh có biết tập đoàn Duy Tinh không? Đấy là một trong những ông lớn trong ngành may mặc và mỹ phẩm quốc nội. Đồng thời, anh ấy cũng là một trong những người đứng ra tổ chức triển lãm này. Nếu như không phải anh ấy mời, tôi thậm chí còn không đủ tư cách để đứng ở đây. Anh hiểu chưa? Lý Ái Phần giận đùng đùng nói. Hóa ra là như vậy. Nhưng mà tôi đã làm gì sai sao? Phan Lâm hỏi ngược lại Lý Ái Vân. Lý Ái Vân lập tức ngần người. Đúng, Phan Lâm đã làm gì sai sao? Anh ấy chỉ không muốn người đàn ông khác chạm vào vợ mình. Lý Ái Vân mở miệng, liền hử lạnh một tiếng nói. Lần sau có người hôn tay tôi, anh đừng lộn xộn nữa, nhớ chưa? Tôi nên đứng nhìn những người đàn ông khác hôn vợ mình sao? Phan Lâm hỏi lại. Anh... Đồ con lửa ngu ngốc, anh cho rằng tôi không tránh được sao? Dù sao cũng đừng có xen vào. Lý Ai Vân tức đến nghiến răng, dẫn đến mức dậm chân đi sang bên cạnh. Phan Lâm lắc đầu một cái. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình đã sai. Mặc dù hai người cuối cùng sẽ ly hôn, Lý Ai Vân lúc này vẫn là vợ của anh. Vì cô ấy là vợ của mình, nên anh không thể chịu đựng được việc cô ấy bị người đàn ông khác đụng chạm. Lăng Tiêu không ở bên cạnh. Lý Ái Vân ở đây cũng không quen biết ai, nên cô ngồi xuống một chiếc bàn tròn trống, gọi một ly rượu vang đỏ, rồi ngồi uống một mình sau vài ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng càng trở nên xinh đẹp hơn. Phan Lâm cũng ngồi xuống, trên tay vẫn bưng một đĩa bít tết. Anh sao vậy, còn chưa ăn no sao? Lý Ái Vân trợn trắng mắt. Ừm, um, là có chút đói bụng. Phan Lâm cắt miếng bít tết, ưu ừ nhã đưa vào miệng nhẹ nhàng nhai. Mặc dù không gọn gàng đẹp đẽ như Lý Ái Vân, Phan Lâm vẫn có khí chất độc đáo trong từng hành động cử chỉ của mình, rất quyến rũ. Lý Ai Vân yên lặng nhìn Phan Lâm, không hiểu sao cô lại có chút say mê. Cách đó không xa, Lăng Tiêu vừa chào hỏi khách quan, quay đầu lại, nhìn về phía Lý Ái Vân, khẽ vẫy vẫy tay. Một người đàn ông lập tức bước đến bên cạnh anh ta. Cầu chủ, có gì phân phó? Chưa có ai dám nắm tay tôi, nói tôi tự trọng. Anh biết phải làm sao rồi chứ? Lăng Tiêu nhàn nhạt, nhạt nói, tôi sẽ ném người đàn ông kia ra ngoài ngay bây giờ. Gã nọ trầm giọng nói, ném sao? Quá thổ lỗ. Lý Ái Vân trông khá được, Tôi không muốn cô ấy cảm thấy tôi là người không phong độ. Cầu chủ, vậy tôi nên làm thế nào bây giờ? Đi đi, đi ẩn nấp, tự nhiên một chút. Vâng, người kia đáp lời, sau đó quay người rời đi. Phan Lâm ăn hai miếng bít tết, uống một ly rượu vàng, hết sức thoải mái. Lý Ai Vân nhìn chằm chằm anh, mặc dù nhìn Phan Lâm ăn uống có một loại mỹ cảm đặc biệt, nhưng không hiểu sao, Lý Ai Vân vẫn hối hận vì đã đưa người đàn ông này đến đây. Tôi ra nhà vệ sinh rửa tay, Phan Lâm mỉm cười nói với Lý Ái Vân rồi đứng lên. Nhưng đúng lúc đứng dậy. Ôi giời! Phía sau vàng lên tiếng hồ. Sau đó một bóng người ngã xuống đất. Chồng! Chồng! Anh không sao chứ? Một tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Sau đó một người phụ nữ trang điểm đậm. Mặc sườn xám vội vàng đỡ một người đàn ông béo đang trồng vó trên mặt đất lên. Thân hình bập mạp tròn vo của người đàn ông khiến việc đứng dậy trở nên khó khăn. Ngoại hình hài hước của ông ta khiến cho những người xung quanh được một tràng cười to phan lâm cào mày dự cảm không tốt Thẳng khốn tên mập đột nhiên từ dưới đất bật dậy chỉ vào phan lâm chửi bới mày làm sao thế không có mắt à mày đâm vào tao có thấy không hả đâm sao phan lâm có thể chắc chắn trăm phần trăm mình thậm chí còn chưa chạm vào cái ghế huống chi là tên mập này rất rõ ràng đối phương muốn vạch lá tìm sâu phan lâm nhướng mày nghiêng người nói tôi đâm vào anh sao vậy thì thành thật xin lỗi tôi xin lỗi anh Xin lỗi sao? Mày nói nghe dễ người thế nhỉ? Một câu xin lỗi của mày thì có lợi ích gì chứ? Trên đời này, liệu còn có công lý nữa không? Tên mập chỉ vào Phan Lâm tức giận chửi bới, thu hút sự chú ý của nhiều quan khách. Lý Ai Phần cũng cao mày. Vậy thì anh đây, anh muốn công lý kiểu gì nào? Phan Lâm nhìn tên mập khẽ hỏi. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao. Như vậy mới tính là thành tâm. Hiểu chưa? Tên mập tức giận khịt mũi. Quỳ xuống dập đầu sao? trước mặt bao nhiêu người quỳ xuống trước mặt tên mập này như thế không phải là mất hết thể diện sao có khác gì muốn hủy hoại người khác chứ xin chào ngài có phải ngài đã có hiểu lầm gì không nếu là hiểu lầm cứ nói cho tôi biết không cần phải căng thẳng như vậy không phải sao lý ái vân bước tới cười nói người đàn ông mập mạp liếc lý ái vân đôi mắt to bằng hạt đậu lập tức bùng lên ánh sáng nhưng ngay sau đó ông ta nhắm mắt lại hừ lạnh một tiếng Cậu ta đâm vào tôi Nên phải quỳ xuống xin lỗi Cho dù cô là ai Hôm nay không cho tôi câu trả lời hài lòng Thì sẽ không xong với tôi đâu Sự cứng rắn của gã mập này Vượt ngoài dự kiến của nhiều người Lý Ai Vân cũng phải ngạc nhiên Chỉ là va chạm nhỏ Không có thiệt hại Không có sự cố lớn Tại sao người này lại muốn đuổi cùng giết tận Phan Lâm chứ Lý Ai Vân cảm thấy có chút kỳ quái Đúng lúc này Tên mập mạp bước tới Nhìn chằm chằm Phan Lâm hỏi thằng danh con, mày vẫn không quỳ sao? thưa ngài, nếu ngài cảm thấy lời xin lỗi của tôi không đủ chân thành, ngài có thể báo cảnh sát để cho bọn họ tới phân định ai đúng ai sai. Phan Lâm ngồi trở lại vị trí của mình bình tĩnh nói: báo cảnh sát tao? <laughs> mày nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? nhóc con, mày có biết tao là ai không? người đàn ông béo giả vờ khịt mũi giọng đầy vẻ dao ai. anh là ai? Phan Lâm hỏi. đúng là thằng quê mùa mắt mù ngay cả chồng tao mà mày cũng không biết sao chồng tao là ông chủ của bất đồng sản kỳ loan biết không hả một cái thằng rẻ rách như mày mà dám ở đây thách thức chồng tao sao mày có tin không chồng tao chỉ cần chi một ít tiền là đủ để cho mày đêm nay nhập viện rồi đó người phụ nữ trang điểm đậm bên cạnh hét lên đây là đã đe dọa đến thân thể sao sắc mặt của lý ái vân chợt biến cô vội vàng bước tới hai vị trước tiên hãy bớt giận chuyện này không có gì to tát cả Mọi người nhịn một chút được thì bỏ qua. Chồng tôi cứng đầu, có chỗ nào không đúng, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi hai người. Nói xong, Lý Ái Vân cúi đầu với hai kẻ kia. Khinh thường là chuyện khinh thường, nhưng với tư cách là một người vợ, Lý Ái Vân vẫn phải có trách nhiệm. Hơn nữa, Phan Lâm mà có xảy ra chuyện gì, đối mặt với chuyện gì, cô cũng sẽ đứng ra, cho dù để che mưa chắn gió cho Phan Lâm. Phan Lâm nhìn Lý Ái Vân thầm thờ dài. Sao nào, người đẹp, không nghe hiểu tiếng người sao, Tôi bảo nó quỳ xuống xin lỗi, cô cúi đầu như thế này thì mọi chuyện xong sao? Cô cho rằng tôi là đứa trẻ 3 tuổi, dỗ ngọt một tí là được sao? Cô muốn thay nó xin lỗi, vậy thì cũng phải quỳ xuống cho tôi." Tên mập mạp nhìn chằm chằm Lý Ái Vân, vẻ mặt của Lý Ái Vân căng thẳng. "Này anh, anh có phải là có chút được đà lấn tới không? Không bỏ qua cho người khác không? Anh cũng đâu bị gì nghiêm trọng, chẳng qua thì cũng chỉ là bị trượt ngã, cần gì phải làm như vậy chứ? Đây là nơi công cộng, nếu làm lớn chuyện ai ở đây cũng mất mặt. Ai cũng mất mặt sao? Mặt mũi của ông đây như thế nào? Còn cần chúng mày quản sao? Tao nói cho chúng mày biết. Hôm nay, thằng danh này không chịu quỳ lại ông. Ông sẽ kệ mẹ nó, cho nó biết thế nào là đẹp mặt. Nói xong, người đàn ông mập mạp ngoắc tay, hai người đàn ông mặc vest bước ra khỏi đám đông. Anh Hạo, ông chủ Hạo. Cả hai gật đầu với gã béo. Mấy dịp như thế này thì tương tự như vệ sĩ hay là tùy tùng đều không được vào thậm chí ngay cả thư ký cũng không được vào. Thân phận ngoài mặt của hai người rõ ràng không phải là vệ sĩ, cũng chỉ có lão mập mới biết bọn họ là ai. Hai anh em, có nhìn thấy thằng dè rách này không? Đánh cho anh, đập chết nó cho anh, đánh gãy chân nó để nó quỳ trước mặt anh dập đầu. Tên mập tức giận nói, được, ngay cả anh Hạo mày cũng dám chọc, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Anh Hạo ít khi mở miệng, vậy thì để chúng em chăm sóc nó, Hai kẻ kia vừa nói vừa tiến về phía Phan Lâm. Các người làm gì vậy? Đừng có bà làm bậy. Nếu không... nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Lý Ai Vân rất lo lắng. Lập tức lấy điện thoại ra. Hoàng sợ nhìn hai kẻ kia đang lù lù bước đi. Nhưng cả hai gã đều phớt lờ Lý Ai Vân. Tất cả những người có mặt đều chăm chú theo dõi. Ai cũng không dám rời mắt. Lăng Tiều đứng bên ngoài đám đông cũng đang theo dõi. Anh ta lắc nhẹ ly rượu. Trên mặt chẳng có bao nhiêu cảm xúc. Cầu chủ, khi nào thì ra tay, người bên cạnh tiến lên thận trọng hỏi. Để lôi hạo dạy cho tên nhóc đó trước, chờ hai gã kia chuẩn bị xử lý Lý Ai Vân, chúng ta sẽ ra tay. Phụ nữ thực sự là loại sinh vật rất đặc biệt. Họ thích các anh dệt hoa trên gấm, cũng thích các anh đưa than ngày tuyết, lại thích các anh giúp đỡ người đang gặp nạn. Ở đây, dưới con mắt của bao nhiêu người, một người phụ nữ tuyệt vọng và bất lực muốn chuyện gì xảy ra nhất. Dĩ nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân, hiểu chưa làm như vậy sẽ khiến cho bọn họ khắc sâu ấn tượng hơn đồng thời hiệu ứng cầu treo sẽ được tạo ra khiến cho tình cảm của bọn họ dễ dàng bộc lộ hơn làng tiêu nhàn nhạt, nhạt nói người bên cạnh hai mắt sáng ngời gật đầu cầu chủ cao minh bảo họ nhanh chóng hành động đừng có làm lỡ tiến trình của cuộc triển lãm có mấy ông lớn đang ngồi trong phòng riêng đừng có để bọn họ thấy trò hề này tôi hiểu rồi cầu chủ người nọ gật đầu đi xuống Giờ phút này vô số cặp mắt đều nhìn chằm chằm Phan Lâm. Ai cũng muốn xem trò vui, muốn xem Phan Lâm dự định như thế nào, ứng phó với tình huống này. Mà hai gã kia đã tới trước bàn của Phan Lâm, không nói lời nào, giờ nắm đấm, chuẩn bị đánh. Lý Ai Vân vô cùng sốt ruột, lập tức định gọi điện báo cảnh sát. Về phần Phan Lâm, lúc này trái lại, anh không có động tĩnh gì, chỉ yên lặng uống cạn ly vang đỏ. Tựa hồ không quan tâm đến mọi chuyện, cũng không lo lắng nhiều người nghi hoặc không thôi người này không sợ sao nhưng mà đúng lúc đó một tiếng hô vang lên dừng lại mọi người đều bị chấn động nhìn thấy có năm sáu người chui ra từ trong đám đông nam nữ trực tiếp đứng trước mặt phan lâm cảnh tượng nháy mắt sôi trào gã đàn ông mập mạp cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sau khi nhìn rõ những người này là ai gã thất thành giám đốc bình nhìn thấy những người này hai tên côn đồ liếc nhau do dự đây không phải là giám đốc bình của tập đoàn Chu Nam sao? Anh ta muốn làm gì vậy? Những người xung quanh chỉ chỉ trò trò bàn tán, không biết giám đốc Bình này sẽ làm gì. Lăng tiêu bên ngoài đám đông cũng khẽ cao mày. Giám đốc Bình, anh có biết loại chó này không? Tên mập như biết người hỏi ngay. Chuyện này... Giám đốc Bình ngừng nói, thì thào và khịt mũi. Lồi béo, tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Tôi sẽ bảo người của anh tránh ra. Chính là chuyện đó bằng không, đừng có trách tôi không khách sáo. Khi những lời này thốt ra, lôi béo đã rất sốc, Lăng Tiêu cũng ngưng tụ đôi mắt của mình, "Giám đốc Bình, anh anh biết cái tên chó chết không biết điều này sao?" Gã béo hình như biết người đến là ai. "Vị này là" Giám đốc Bình định nói lại thôi, chỉ hừ lạnh nói. "Lôi béo, tôi không muốn phí lời, lập tức bảo người của anh tránh ra, chuyện này kết thúc ở đây, nếu không, đừng có trách tôi không khách sáo." lời vừa dứt gã mập kinh ngạc không thôi làng tiêu cũng trầm ngâm giám đốc bình anh anh muốn bảo vệ tên phế vật này sao gã mập trợn tròn mắt tôi chỉ thấy ngứa mắt thấy anh ở đây bắt nạt người khác thôi giám đốc bình giả bộ tức giận anh gã đàn ông mập mạp điên máu vỗ bản nói giám đốc bình tôi cảnh cáo anh tuy chúng ta đã gặp nhau vài lần nhưng nếu anh làm phiền tôi tôi cũng sẽ không để yên đâu anh còn không cút đi sao nếu vẫn không cút, đừng có trách ông đây không cách giáo. Giọng nói vừa dứt, hai gã kia đi thẳng về phía giám đốc Bình. Những người bên phía giám đốc Bình lập tức căng thẳng. Mặc dù bên anh ta có rất nhiều người, nhưng đều là nhân viên của công ty. Anh ta cũng chưa từng đánh nhau. Nếu xảy ra xô xát, anh ta cũng không chắc chắn. Nhưng ngay khi hai gã kia đến gần giám đốc Bình, một âm thanh lãnh đạm lại vang lên trong đám đông. Lôi hạo, lá gan của anh càng ngày càng mập đấy còn dám đi gây sự ở chốn như thế này. Anh thật sự không sợ làm mất thể diện của tình tuyên thành sao? Lời vừa dứt là có một người khác bước ra khỏi đám đông. Lúc này, gã béo nhìn thấy người đàn ông này, sắc mặt của gã ta đã lập tức tái mét. Các bạn vừa nghe xong tập số 65 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên audio toàn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.